Trong chương trình giáo dục hiện nay, hướng nghiệp cho học sinh là một yếu tố quan trọng và trở thành xu hướng rèn luyện cho học sinh của các trường học. Cũng như nhiều trường học khác, trường Trung học cơ sở Hàng Gòn, thành phố Long Khánh cũng luôn chú trọng đến yếu tố này, chuẩn bị kỹ năng cần thiết cho học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu của năm học, ban giám hiệu nhà trường đã xác định mục tiêu sẽ định hướng tư vấn nghề nghiệp để nhằm giúp cho các em học sinh khám phá bản thân, có thời gian lựa chọn, đưa ra quyết định vào năm học cuối cấp. Trong đó, việc khuyến khích và tổ chức cho các em học sinh tham gia hoạt động tham quan hướng nghiệp cũng luôn được nhà trường chú trọng. Vừa qua, nhà trường cũng đã tổ chức chuyến trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh khối 9 tại khu trại nuôi ong Minh Đào, ấp Đồ Triều, xã Hàng Gòn. Thì thông qua cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là những hoạt động mà trường luôn chú trọng, bởi vì thông qua cái hoạt động trải nghiệm, thông qua cái hoạt động vui chơi giải trí, nó tạo cái việc học tập là một cách thiết thực, từ đó các em có thể là sau này định hướng được những cái nghề trong tương lai. Bởi vì trên địa bàn xã Hàng Gòn rất nhiều cái nghề nghiệp như chăn nuôi, hay đặc biệt là trong chăn nuôi cũng như là trồng cây nông nghiệp, đặc biệt là cây sầu riêng hay là cơ sở mực ong này, thì thông qua các cái hoạt động đó thì là các em có thể là thực tế để mà áp dụng vào những cuộc sống hàng ngày sau này của các em. Thì trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tổ chức các cái hoạt động này hướng nghiệp, hoạt động về nguồn để cho các em thêm những bài học bổ ích hơn. Trên địa bàn xã Hàng Gòn rất nhiều ngành nghề như chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp. Trong đó, nổi bật là nghề nuôi ong lấy mật bằng phấn hoa các cây ăn trái trong vùng. Một trong các cơ sở đã xây dựng thành công thương hiệu mật ong hoa chôm chôm bằng cách nuôi ong thủ công này là cơ sở mật ong Minh Đào. Vì vậy, cơ sở cũng mở cửa đón các đoàn học sinh đến trải nghiệm nghề nghiệp phục vụ cho nhu cầu hướng nghiệp tại địa phương. Thông qua các hoạt động phối hợp, thì các em học sinh tham gia trải nghiệm có thể hình dung nghề nuôi ong và áp dụng vào thực tế, vào cuộc sống vô cùng bổ ích. Hôm nay chúng em có cơ hội được tới tham quan trại ong cơ sở Minh Đào. Chúng em cảm thấy rất vui và hoạt động này mang lại cho chúng em rất nhiều bài học bổ ích về cách ong thụ phấn tạo mật và cách lấy mật, lựa chọn những loại mật ong ngon, tốt cho người tiêu dùng. Qua hoạt động này, chúng em có nhiều bài học để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Và qua hoạt động ngày hôm nay, chúng em sẽ có thêm sự lựa chọn cho trên con đường sau này. Đến với buổi trải nghiệm, các em học sinh sẽ được tham quan, tìm hiểu về quy trình nuôi ong, quan sát hoạt động của đàn ong, thảo luận với chủ vườn về phương pháp nuôi ong hiện đại, tìm hiểu cách thức và cơ hội trong ngành. Ngoài ra, còn được thực hành cách thu hoạch mật ong, nếm thử mật ong. Trong quá trình tham gia, các em sẽ ghi chú điều học được và ấn tượng, chia sẻ từ chủ vườn về việc bắt đầu dự án nuôi ong nhỏ. Và đây chính là bước khởi đầu cho các dự án khởi nghiệp tương lai được nhen nhóm. Trong vòng một ngày tham gia hướng nghiệp, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm tất cả các công đoạn để làm ra thành phẩm mật ong. Đa phần các em đều rất hào hứng vì thu về được rất nhiều bài học bổ ích về cách ong thụ phấn tạo mật và cách lấy mật. Các hoạt động này trước đó các em chỉ được tìm hiểu qua sách vở hoặc báo chí. Tuy nhiên qua thực tế, các em còn học thêm được nhiều kiến thức thực tế về cách lựa chọn các loại mật ong ngon tốt cho người tiêu dùng. Rõ ràng qua hoạt động này, học sinh sẽ có nhiều bài học để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Con rất vui hôm nay đã được nhà trường tổ chức để tham quan đến trải nghiệm chạy ong của ở trong địa phận nước mình. Em thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị, một trải nghiệm vui vì thấy được bà con cách làm ra mật ong và cũng như là những chú ong đã làm ra được cái sự mật từ chính là cái nền chăm chỉ của chính chú ong. Em mong là sau này em vẫn có thể trải nghiệm nhiều hơn nhiều thứ như thế này, em có thể trải nghiệm được nhiều thứ của bà con làm ra em để có thể cùng chung một cái ý nghĩ đến bà con. Thì em thấy mật ong chè ong này khá là thú vị, ong khá là hiền, không có chít như em tưởng tượng, thì nó khá là vui. Đối với em thì đây là một trải nghiệm rất là hay. Khi đến đây thì con cũng rất là vui, con được cùng với các bạn được xem những tảng ong ở đây, rồi được cô chú anh chị chỉ tụi con mấy cái tảng ong, rồi được xem ong chúa, rồi tham quan rất là vui. Tụi con còn được hướng dẫn xem cách lấy mật, rồi cách thu mật.
Trải nghiệm hướng nghiệp thực tế là dịp để học sinh trong toàn trường được hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống, góp phần giáo dục toàn diện, đồng thời giúp cho các em học sinh khối lớp 9 có đầy đủ thông tin và sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với sở trường và nguyện vọng của bản thân về nghề nghiệp trong tương lai. Có thể nói, các hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và kiến thức, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về quan hệ phức tạp giữa con người và thiên nhiên, cũng như giá trị của việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái địa phương. Hoạt động tham quan hướng nghiệp nghề tại trường Trung học cơ sở Hàng Gòn Long Khánh có thể bao gồm một loạt các hoạt động nhằm giới thiệu cho học sinh về các ngành nghề khác nhau và các lựa chọn hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Được biết hiện nay, ngành nuôi ong mật ở Long Khánh, Đồng Nai khá phát triển. Bởi với diện tích cây ăn trái đứng đầu cả nước, chính là lợi thế để các nhà vườn làm ra sản phẩm mật ong ngon được người tiêu dùng gần xa biết tiếng. Đặc biệt là mật ong từ hoa chôm chôm tại thủ phủ trái cây Long Khánh đã trở thành sản phẩm đặc trưng mà nhiều nơi khác không có được. Cũng bởi đặc trưng vùng đất Long Khánh có nhiều trái cây là môi trường thuận lợi cho phát triển đàn ong. Tận dụng lợi thế này, mỗi mùa hoa chôm chôm nở, người nuôi ong lại đặt thùng ong trong vườn chôm chôm để những chú ong chăm chỉ làm mật. Và loại mật ong hoa chôm chôm trở nên đặc biệt bởi hương vị riêng ấn tượng, đậm đà, cuốn hút. Đặc thù của thành phố Long Khánh đó là những cái vườn chôm chôm. Thì mùa này chôm chôm đang xả nhụy cho mật, cho nên chúng tôi là ngay từ đầu tháng 1 dương lịch là chúng tôi đã tận thu, và tới giờ này là chúng tôi đã quay được 4 vòng và sản lượng là 150 thùng của cơ sở chúng tôi là đã được hơn 2 tấn. Vì vậy, trải nghiệm làm mật ong trong vườn chôm chôm là một trải nghiệm thú vị và học hỏi về quá trình tự nhiên của sự sản xuất mật ong. Theo chủ cơ sở tổ chức trải nghiệm, qua thực tế, sẽ tận tình hướng dẫn các em học thêm nhiều kiến thức về cây chôm chôm, cách sinh trưởng và cách chúng tạo ra hoa để thu hút ong, đồng thời giúp các em khám phá vườn chôm chôm và tìm hiểu về các loại cây khác, loài côn trùng và động vật khác mà vườn chôm chôm hỗ trợ. Qua chuyến trải nghiệm, các bạn sẽ hiểu cách ong thờ làm việc và quá trình thu thập mật ong từ hoa chôm chôm. Thú vị hơn là có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động như thu hoạch mật ong từ tổ ong, làm sạch và đóng gói mật ong. Không gì bằng việc thưởng thức mật ong tươi mới được sản xuất từ vườn chôm chôm mà bạn đã trải nghiệm. Hiểu rõ hơn về các lợi ích về sức khỏe và công dụng của mật ong trong dinh dưỡng và y học. Em cảm thấy rất là vui khi mà được đến nhà trường tổ chức cho ngày hôm nay đến đây. Khi mà đến đây thì em học được rất là nhiều thứ, ví dụ như là cách xay mật ong, được nếm thử mật ong và cũng như là được xem những con ong một cách trực tiếp. Qua ngày hôm nay thì em sẽ biết thêm được là ong sẽ được nuôi như thế nào, ong chúa ra sao và thử nghiệm nhiều thứ. Thời gian gần đây, hình thức đưa học sinh đến các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực để các em có cơ hội tìm hiểu về quy trình làm việc, yêu cầu công việc và cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau đang dần phổ biến. Hình thức này khá phù hợp với việc áp dụng phương pháp giáo dục mới, đồng thời tổ chức các buổi thử nghiệm nghề nghiệp cho học sinh để các em có thể tham gia vào các hoạt động thực hành như làm việc với công nghệ, thiết kế, nghệ thuật, sáng tạo và kỹ thuật. Qua đó, chính các em sẽ là chủ thể sử dụng trò chơi, bài tập và hoạt động tương tác để giúp học sinh khám phá sở thích, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp. Mỗi hoạt động này đều mang lại cơ hội cho học sinh khám phá và xây dựng kế hoạch cho tương lai nghề nghiệp của mình. Cũng bởi đặc trưng của vùng đất Long Khánh có nhiều trái cây là môi trường thuận lợi cho phát triển đàn ong. Tận dụng lợi thế này, mỗi mùa hoa chôm chôm nở, người nuôi ong lại đặt thùng ong trong vườn chôm chôm để những chú ong chăm chỉ làm mật. Và loại mật ong hoa chôm chôm trở nên đặc biệt bởi hương vị riêng ấn tượng, đậm đà, cuốn hút. Trước xu thế đó, thời gian đầu, mật được nhiều nhà vườn làm ra đều bán cho thương lái, hoặc người dân địa phương biết chỗ nuôi ong uy tín nên thường ghé mua mật về sử dụng hoặc làm quà biếu. Từ nhu cầu này của người dân, cơ sở mật ong Minh Đào đã được thành lập và đầu tư nhãn hiệu, bao bì để khách mua lẻ nhận diện. Trong thời gian đầu, toàn bộ sản lượng mật ong cơ sở làm ra được các công ty trên địa bàn thu mua. Tuy nhiên, do thường xuyên xảy ra tình trạng ép giá, nên sau đó cơ sở đã quyết định tự bán, phân phối sản phẩm. Trong một khoảng thời gian dài, cơ sở dành thời gian để bán, tiếp thị sản phẩm mật ong của gia đình đến khách hàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Riêng mô hình nuôi ong lấy mật của tổ hợp tác nuôi ong xã Hàng Gòn không chỉ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế địa phương thông qua tổ nuôi ong mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động vào mùa quây mật, hỗ trợ nhiều chị em phụ nữ có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Càng về sau, cơ sở mật ong Minh Đào tại xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh được người dân biết tiếng về chất lượng cũng như sự đa dạng các sản phẩm từ mật ong, chăm sóc sức khỏe như chanh đào mật ong, dâu tằm mật ong, gừng mật ong, tỏi mật ong. Cũng bởi sản phẩm chất lượng được nhiều người tin tưởng sử dụng nên việc tiêu thụ không quá khó khăn. Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong Hàng Gòn là cũng đã ổn định đầu ra. Thì chúng tôi bây giờ là chúng tôi đẩy mạnh tiếp thị và mở đại lý khắp vùng miền để làm sao đó mỗi tỉnh thành là chúng tôi sẽ có một đại lý. Thì như trong năm vừa rồi thì chúng tôi đã mở được một cái đại lý ở Non Nước của Đà Nẵng và một cái ở thành phố Quảng Ninh, và chúng tôi cũng đã đưa hàng, các mặt hàng ra ngoài đó. Thì người tiêu dùng cũng đã bắt đầu hiểu và sử dụng và chấp nhận cái sản phẩm của chúng tôi. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, trong những năm gần đây, cơ sở đã đăng ký thương hiệu sản phẩm OCOP cho mật ong hoa chôm chôm Minh Đào. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại trung bình trại ong thu được 5 tấn mật một năm với giá bán 100.000 đồng một lít mật, mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng. Với việc luôn luôn học hỏi, cố gắng tiếp cận với thị trường khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất dần hoàn thiện hơn. Hàng năm, các sản phẩm của cơ sở mật ong Minh Đào đều được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, được đánh giá cao. Ngoài ra, cơ sở còn đầu tư trong bao bì, nhãn mác để tạo dấu ấn của sản phẩm trên thị trường. Và người phụ nữ làm nên thương hiệu mật ong làm từ hoa chôm chôm có thương hiệu ở thành phố Long Khánh, còn là cán bộ hội phụ nữ xã, năng động, tích cực. Trong quá trình mà làm việc á, thì chị Đào là người rất là năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động công tác của hội, chịu khó. Ngoài cái thực hiện tốt cái vai trò của người chủ tịch hội phụ nữ trong cái công tác của mình, chị Đào còn tham gia những cái công tác thiện nguyện, chẳng hạn như vận động các mạnh thường quân xây dựng nhà tình thương, rồi vận động các mạnh thường quân đóng những cái quỹ như xóa đói giảm nghèo, hay là hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật mồ côi không nơi nương tựa, giúp đỡ cho những cái gia đình gặp khó khăn. Với mong muốn giúp người dân địa phương có việc làm ổn định, vợ chồng bà Đào đã hướng dẫn, hỗ trợ cho nhiều gia đình nuôi ong phát triển kinh tế. Bà còn đứng ra thành lập các tổ hợp tác nuôi ong, giúp đỡ phụ nữ địa phương về vốn, con giống cũng như kỹ thuật. Hiện tổ hợp tác của bà Đào có 13 thành viên. Việc chia sẻ kinh nghiệm trong nhân giống, chăm sóc đàn ong và giúp nhau thu hoạch, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp cho các thành viên trong tổ hợp tác ổn định kinh tế gia đình. Tiếp tục chúng tôi là đào tạo nghề cũng như hướng đến là tạo việc làm cho mọi người dân trên địa bàn, nhất là lao động nhàn rỗi. Và năm nay thì trong kế hoạch là tôi sẽ đào tạo nghề cho một em là thanh niên, nhưng mà em đó là cũng bị khuyết tật cho nên là đang hưởng bảo trợ xã hội. Thì tôi, gia đình tôi là sẽ tạo nghề, đào tạo nghề và cho em đến làm công, và một ngày là 300 ngàn thì tháng là nếu đều công là khoảng 8 đến 9 triệu. Có thể thấy bên cạnh sự quyết đoán năng động trong sản xuất kinh doanh, bà Đào còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động hội. Bà Nguyễn Thị Đào chính là một gương điển hình của phụ nữ Đồng Nai sáng tạo khởi nghiệp, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.